Thì các bạn hôm nay ở Việt Nam sẽ unbox mở hộp một chiếc laptop mới của Huawei sắp được bán ra thị trường Việt Nam, đó là chiếc MacBook D15. Đây chúng ta có thể thấy rõ ràng là chiếc hộp được thiết kế rất là đơn giản và gọi là bảo vệ môi trường, không màu mè gì cả, hộp giấy. Chúng ta sẽ mở hộp nó. Đây là chiếc laptop nguyên siêu. Rồi, đánh giá đầu tiên khi cầm trên tay chiếc laptop này đó là nó rất là đầm tay, kích thước 15 inch và có trọng lượng là 1,62 kg. Thì chúng ta có thể cầm chiếc laptop này bằng một tay thoải mái và chúng ta có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào. Logo Huawei được đặt ở trên khá rõ. Nhận xét về cái laptop này, chúng ta có thể thấy là viền màn hình của nó rất là nhỏ. Xu thế kế hiện nay của các hãng laptop đều là giảm viền màn hình xuống. Như Huawei công bố thì cái laptop này màn hình chiếm tới 87% so với tổng thể khung thiết kế, nghĩa là viền màn hình của nó chiếm một không gian rất là nhỏ, chúng ta có thể trải nghiệm được hình ảnh tốt nhất. Ngoài ra, một điểm khá thú vị đối với cái laptop này đó là camera ẩn phía dưới. Chúng ta nhấn một nút thì camera, tức là cái webcam đấy, có thể bật lên ở ngay chỗ bàn phím và chúng ta không dùng ta bật xuống. Đây là một điều rất là tốt trong tính năng bảo mật của các hãng hiện tại. Thì việc chúng ta sử dụng laptop hàng ngày và mở webcam thì chúng ta bị hack hoặc là chúng ta bị như thế nào đó thì webcam mở thu lại, thì chúng ta tắt cái webcam này đi sẽ tránh được cái rủi ro đấy. Tiếp theo đó là Huawei cũng trang bị một cái bảo mật vân tay trên cái laptop này. Chúng ta một vân tay, chúng ta có thể đăng ký dấu vân tay của mình và chúng ta mở cách tốt nhất. Về cấu hình thì chiếc laptop này chạy chip Ryzen AMD. Đây cũng là một trong những chiếc laptop hiếm hoi dùng chip AMD Ryzen. Cái cổng kết nối hiện tại thì cái laptop này có khá nhiều cổng kết nối, có tổng cộng là 3 cổng USB, có cổng USB Type-C, có cổng HDMI để xuất hình ảnh ra ngoài. Nói chung là có đầy đủ các cổng cần thiết. Ở mặt chính của cái laptop này chúng ta có thể thấy được một biểu tượng là Huawei Sen. Huawei Sen này là một tính năng của Huawei nhằm làm cho hệ sinh thái của Huawei ngày càng hoàn thiện hơn. Nghĩa là khi chúng ta có nhu cầu sử dụng cái điện thoại trên laptop thì chúng ta chỉ cần đặt cái điện thoại lên chỗ cái nút Huawei Sen này và mở ứng dụng lên, kết nối cái điện thoại sẽ đi thẳng vào trong laptop. Tính năng này mình đánh giá một tính năng khá là hay để chúng ta có thể sử dụng cùng lúc cả laptop và điện thoại mà không cần phải lấy điện thoại ra để xài. Bàn phím được thiết kế khá gọn gàng, các phím đặt đây thì thiết kế khá gọn và đầy đủ full. Một điều khá quan trọng sử dụng laptop đó là dung lượng pin. Chiếc MacBook D15 này có dung lượng pin lên đến 47 Wh, thì cũng là một dung lượng pin khá tốt để chúng ta có thể sử dụng khi chúng ta ra ngoài làm việc. Một điểm khác nữa là mình rất thích ở chiếc laptop này đó là có hai ổ cứng, một SSD dung lượng tới 256GB để chúng ta cài hệ điều hành và các phần mềm, và một ổ HDD để chứa các dữ liệu cần thiết dung lượng lên tới 1TB. Nói chung là thoải mái để chúng ta chứa tất cả những cái dữ liệu ta cần. Thì tổng thể mở hộp cái laptop này mình đưa ra một số nhận xét thế này, đó là chiếc laptop này có thiết kế vừa vặn, đẹp, tinh tế, hiện đại, gọn, có bảo mật vân tay, có camera ẩn, có bàn phím thiết kế hiện đại, dễ bấm, có Huawei Xe để kết nối với điện thoại, và có chip mạnh, có card đồ họa. Nói chung thì mình đánh giá đây là một con laptop đáng mua trong tầm giá khi nó chỉ có mức giá là 15.900.000 đồng. Sẽ bán ở Việt Nam trong thời gian tới và những người pre-order có thể đặt mua từ bây giờ nhận phần quà trị giá tới 4,6 triệu. Cảm ơn các bạn đã xem bài unbox mở hộp trên đất nước Việt Nam. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài review tiếp theo.